Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến các bạn thêm một cách muối dưa mắm nữa bằng dưa leo và đu đủ. Thì làm sao để cho dưa mắm của mình nó được giòn ngon và để được lâu hơn, và đặc biệt là chai mặn đều có thể dùng được. Thì sau đây mình mời các bạn cùng xem cách làm. Để làm món này thì mình sử dụng một trái đu đủ nửa kg và 1 kg dưa leo. Dưa leo thì các bạn lựa dưa leo trái non thì nó sẽ ngon hơn. Và ở đây đu đủ và dưa leo là tổng cộng là 1,5 kg các bạn. Thì với 1,5 kg nguyên liệu như vậy thì mình sẽ sử dụng là 80g muối. Và với món này thì các bạn nên sử dụng muối bọt như vậy giúp mình. Đó, thì tiếp theo thì mình sẽ đi gọt cái trái đu đủ này ra. Đu đủ đã gọt xong thì mình sẽ đem rửa cho nó sạch mũ. Rồi tiếp theo mình sẽ cắt trái đu đủ này ra làm tư. Đu đủ cắt xong thì mình sẽ bỏ hết cái hạt trong đây. Rồi cái phần mềm mềm phía trong á thì mình sẽ dùng dao mình cắt sạch nó ra luôn. Để không là làm dưa nó bị mềm đó các bạn. Đu đủ đã gọt xong rồi thì mình sẽ đem rửa nó cùng với dưa leo luôn. Dưa leo với đu đủ đã rửa xong thì nó còn ướt nè các bạn. Thì trong lúc còn ướt thì mình sẽ đem ốp muối luôn để cho nó nhanh thấm với muối á. Thì đu đủ nó cứng hơn thì mình sẽ chắc ở phía dưới. Rồi cái phần muối đó, đây là 80g nè. Mình xúc mình gắt đều lên theo từng lớp của đu đủ và dưa leo. Thì để nó thấm hơn á thì mình sẽ thoa đều những cái miếng đu đủ như vậy nè. Rồi cái dưa leo thì các bạn làm tương tự như vậy nha. Dưa leo và đu đủ đã được ướp với muối rồi thì mình sẽ để ở đây cho nó thấm muối một ngày một đêm. Thì trong thời gian ướp muối một ngày một đêm á, thì lâu lâu mình rảnh mình sẽ mở nắp ra và mình chở đều lên để cho cái phần dưa leo và đu đủ nó thấm đều với muối hết luôn. Và đây sau một ngày một đêm nè các bạn, cái phần đu đủ và dưa leo nó đã thấm hết với muối rồi nè. Đó, đu đủ nó cũng mềm và dưa leo nó cũng teo tóp lại. Đó các bạn nhìn nè. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi cắt cái phần dưa leo đu đủ này ra. Cái phần dưa leo á thì mình không có bỏ vỏ. Mình cắt bỏ cái cùi phía trên rồi mình sẽ sắt nè. Ở đây mình sắt thành cái dạng dưa mắm á. Mình lăn tròn trái dưa leo mà mình sắt cái miếng xéo xéo như vậy nè, mình sắt cho đến hết cái trái dưa leo luôn. Nếu mà các bạn không thích ăn ruột thì mình có thể bỏ đi. Ở đây á, thì mình thấy cái trái dưa leo nó non á cho nên mình để ruột luôn đó các bạn. Là xong rồi đó. Còn đu đủ á, thì thường nó sẽ cứng hơn cho nên mình sẽ sắt mỏng đó, mình sắt lát mỏng như vậy nè. Đó thì tùy theo sở thích của mình, mình thay có thể sắt dạng sợi, sắt mỏng hoặc sắt thanh. Đó, phần dưa leo và đu đủ đã cắt xong rồi các bạn. Đó, mình cắt thành những cái miếng vừa ăn như vậy. Còn nếu mà mình muốn cho nó nhanh ăn hơn á thì mình cũng có thể sắt dưa leo thành dạng phanh mỏng á. Cái dưa này bây giờ nó còn rất là mặn. Thì bây giờ để nó giảm bớt cái độ mặn á, nó vừa ăn thì mình sẽ đi xả với nhiều nước cho nó sạch cái nước muối trong cái dưa này luôn.
Dưa này mình đã xả sạch, nó giảm bớt cái độ mặn này nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vắt cho nó thật là ráo nước. Cái phần dưa của mình đã vắt xong rồi nè. Bây giờ thì mình có thể đem đi ướp với đường được rồi đó. Ở đây với 1,5 kg dưa thì mình sẽ sử dụng là 130 g đường. Mình cho vào để mình ướp cùng. Đó, rồi mình lấy tay mình trộn đều lên cho cái dưa này nó thấm với đường luôn. Trộn dưa xong á thì mình sẽ để đây cho dưa nó ngấm. Nó ngấm khi nào nó tan đường ra hết là được à. Giờ mình sẽ đậy nắp lại, khi nào nó tan đường thì mình sẽ quay lại. À, quay trở lại với dưa leo nè, mình đã ướp đường hơn 3 tiếng rồi. Thì mình thấy đường nó tan hết rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vắt cho nó khô nước một lần nữa. Mình vắt cái phần nước đường á, mình vắt vô cái thau này. Rồi mình bỏ cái phần dưa leo và đu đủ đã vắt ráo đó qua cái tô. Dưa đã vắt xong rồi. Thì cái phần cái nước đường và muối nó ra trong đây nè, mình giữ lại để mình nấu nước dưa, mình không được bỏ đi nha. Bây giờ thì mình sẽ đi làm cái nước dưa. Để dưa có màu đẹp hơn thì mình sẽ cho là 20 g đường vào đây, là nó tương đương khoảng một muỗng đường hơi vuông vuông á các bạn. Đó, mình cho thêm nước nữa để mình thắng cái caramel. Mình nấu đến khi cái đường nó có cái màu caramel như vậy nè, thì mình sẽ cho cái phần nước dưa nãy mình vắt trong cái thố đó, mình cho vào. Đó, rồi các bạn khuấy tiếp tục cho cái phần caramel nó tan đều trong nước dưa. Tan như vậy nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình để cho nó thật là nguội. Trong thời gian đợi cái nước dưa nó nguội thì mình sẽ đi sắc tỏi và ớt. Để cho nó chua chua ngọt ngọt ngon hơn á, đây mình có sử dụng hai trái tắc nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt ra để lát mình cho vào cái nước dưa. Còn nếu các bạn mà không thích nó có cái vị chua chua thì mình khỏi sử dụng cũng được. Đây mình cho tỏi ớt vào hết trong cái phần nước dưa để nguội nè. Rồi tắt thì mình sẽ vắt, mình lấy nước cốt và mình cho vào đây luôn. Mình khuấy cho nó đều lên nè, nó tan đều trong đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho dưa leo và đu đủ vào, mình trộn được rồi đó các bạn. Dưa trộn xong như vậy là mình có thể ăn liền được đó các bạn. Tuy nhiên nó chưa có ngon. Bây giờ thì mình sẽ cho lại vào cái thố để mình muối cho nó thấm tiếp. Đó, vậy là xong rồi. Mình sẽ để ở đây cho nó dưa này nó thấm với gia vị, mình để thêm một ngày một đêm nữa nha.
Dưa này mình đã để được thêm một ngày một đêm cho nó ngấm này nè. Đó bây giờ mình đem ra mình dùng được rồi đó các bạn. Các bạn nhìn nè, nó thấm và nhìn nó ngon lắm nè. Bây giờ mình sẽ gấp ra và mình thưởng thức. Nhìn dưa nó ngon và hấp dẫn luôn nè các bạn. Nó thấm với tỏi ớt và đường caramel á, nhìn cái màu nó vàng vàng tự nhiên đẹp lắm nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử. Giòn ngon, rất là khó cưỡng luôn. Và nó đậm đà và cay nồng của tỏi ớt nữa. Rất là ngon và hấp dẫn. Thì các bạn hãy làm thử để cho gia đình mình thưởng thức nha. Vậy là cái món dưa mắm của mình đến đây cũng đã thực hiện xong rồi. Thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái video tiếp theo. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.